rơi trên mặt đất tôi bước chân. Look at this. It's like the egg thing. I can buy one for gifts. This is is it chocolate? Oh, watch out. It's okay. I have 3 hours. Welcome back to my channel. So I'm going to Vietnam today, and it's been like 15 years since I've been back there, so it's a very exciting trip. I'm going out of the country and I'm taking you guys on this trip with me. We are currently at Korea International Airport and we're just waiting for our next trip. We're just hanging out here and waiting. We just got some food and we're just relaxing right now. In about an hour we will be boarding, so I'll show you guys what the lounge looks like. So this is the lounge and it has like newspapers. And the lounge that I'm staying at is basically a priority pass. It's part of my Chase credit card. So if you have Chase, you can actually apply for this credit card. It's pretty cool. It has all these lounges that you can just go in and all the food is free. Sandwiches and a salad bar. And we have some Korean noodles over here. Also, and coffee, some fresh orange juice, and all types of different coffee. It's pretty cool. There's also a little bar here. Basically free alcohol, but I don't really drink, so not for me. So right now is 6:20 and we are about to go onto our next plane straight to Vietnam. We're now exiting the Asiana lounge business class. It's called a business class, but it also includes those who have the priority pass. Huge. Ladies and gentlemen, we will soon land at Ho Chi Minh Thanh International Airport. To prepare for landing, we will be ending in flight service. Please return your seat back and tray table upright and open the window shade. Mong manh như giọt sương trên lá buồn, lá rơi trên mặt đất tôi bước chân, trái đất cứ quay tròn. Smashing freaking noodles. Where? Đến hát tiếp đi. Em tên gì? Em tên Trang. Trang, okay. Chị tên là Julie. Em có thấy dùng cái bé. That's it? Thank you. Hello.
live here. They sell stuff? Tear it up, eh? Hi. Aww. Hi. Oh, baby. So cute. So cute. Oh, he's so cute. Hi. Okay, thank you. Xong rồi đi sáng đi chiều về là mình ngủ lại ở đảo. Mình ngủ lại đảo làm như bữa nay mình đi mình ngủ một buổi tối mình ngủ thêm buổi tối. Can I help you? Tính cái gì? Nè. Kêu em bảy. Cái này bự ha. Dạ, cũng vừa. Nhưng mà cái logo này nó hơi bự á, phải không? Cái thiệt đâu có nhận bự như vậy. Cái này cũng hơi bự. Cái đẹp của em nè. Oh, those are cute. Này đúng không? Cái nhỏ nè. Yeah. Vietnamese people, they're very entrepreneur. You see it already. Ôi, mong manh như giọt sương trên lá buồn, lá rơi trên mặt đất tôi bước chân. Trái đất cứ quay tròn tôi đung đưa, đung đưa. Tôi trong mặt ngã xuống có ai ơi? Một tay đỡ cái thân này giúp tôi. Chẳng còn nữa mất tôi mà trái đất cứ quay tròn lên tôi. Ai sẽ vì trái đất vẫn quay chẳng chờ đợi ai và nếu anh không đi rồi anh sẽ rơi vào vòng tôi với tôi với ai đang đợi chờ mà bao tố vây quanh trong suy nghĩ trái đất cứ quay tròn cô đi xa xa anh ngã xuống van xin quay lại đi nước mắt cứ lăn dài trên má cô hơi dần trái đất bay sao vội thế cứ cố chạy trái đất vẫn quay chẳng chờ đợi ai và nếu anh không đi rồi anh sẽ rơi vào vòng
lăng quăng những âm tư của cô gái kia, đợi mong được mơ giấc mơ mà tôi mang trở lại nơi đây. Vì trái đất vẫn quay. I like that. Oh, I love it. Oh, I love it. I love it. Let's go. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia, khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp em, vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đáng. Kể vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe big rap thôi. Ta sẽ leo hêu khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn, cái ôm mặc kệ cho trời từ sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể tả phanh. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Ta đi trên tiếp đi, bên nhau cho hết đêm dài. Đi đâu phải nói.